Đây rồi. Đá luôn. Đá luôn. Vào luôn này. Hôm nay tôi vừa đặt mua một chiến thần, không biết là về chưa. Tôi mua 3 kèo. Một kèo là Ronaldo cộng 6 E21, mấy nữa tôi sẽ đập 7 này. Một kèo là Roberto Carlos MC cộng 8. Và một kèo là Gary Neville EBS cộng 8. Không biết là kèo nào sẽ về. Chiến thần rút ra. Here we go. Ui, kèo này anh em đánh giá như nào? Giòn không? ST. Đó, chúng ta phải đá ST chứ. Ui, CF 118 này. Ui, kèo này mắc cấp. Nhưng mà so sánh với ST chứ. Sút xa 129. Ui, lực sút 133. Dứt điểm 115, mẹ. Siêu tiền đạo. Được mà, kèo này đá cảm hứng mà, hợp lý mà. Tại vì cà rốt đây là mùa cộng 8 gọi là đỉnh nhất luôn gì nữa. Thì cà rốt nó chưa có nhiều mùa. Kèo này chưa có nhiều mùa cho nên cái AI nó vẫn là thuộc lại đỉnh nhất. Chiến thần cà rốt. Kèo này là đá nó có cảm hứng nhiều lắm này. Hay là mình búp búp nhiều Brazil tí ta. Cà rốt đang không có team color. Vậy thì cho Rafael vào. Hay Sancho đi. Đấy, đấy, có Brazil liền. Rafael này thì đá cả tiền vệ cũng được này. Xời, không có cánh trái cũng là Brazil nốt nè. Fred. Cáo đâu? Cà rốt. Ui, như một mũi tên vậy. Ui, hình như phát vào đội chân phải mà ha. Kiên. Rồi Kiên, rồi Kiên. Ây à, Roy Kiên chạy chậm này. Ho, lên. Cà rốt, chậm đi. Chút. Sao cái chân phải ấy nhở? Khó chịu ta. Chân trái đâu? Đấy rồi. Cà rốt. Ui, Van der Sar bắt tín vậy. Ây à. À, nhìn cà rốt, cà rốt này nhìn mới đáng yêu để thề. Cà rốt, ôi trời ơi. Ít nhất thì chắc không hiểm lắm nhỉ. Rùa béo. Hai người đi. Tôi nghĩ là cái kèo đề bút cà rốt này sẽ thành công ấy. Tạt bóng đi. Không bị flop đâu. Rất nhanh. Đó là một pha phản lưới nhà rồi. Sao ơi là sao? Ông cho ông giật mình kìa. Anh ơi thả bóng. Cày đấy nhờ. Có lẽ anh ấy chỉ muốn ngăn cản cái bên trong. Tôi sẽ cho cà rốt thêm một cơ hội nữa đi. Rất nhiều nhưng mà nói chung là mình toàn rút xa thôi. Vào ta. Và đấy phải là chân trái. Phối hợp tốt. Có cơ hội. Rương Hòa. Quần thắng vượt xa giới hạn. Thằng này bảo rưa. Nhìn ông già triển khai thế trận này. Chuyền bóng lại thành công. Cơ hội là đây. Cà rốt. Yeah. Bàn đài với chúng tôi. Đó. Ui, nhìn sút kìa. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất và cứ từ từ, cứ từ từ. Đầu là cà rốt đang làm quen đồng đội thôi, làm quen sân, mặt sân với bóng mới. Bóng chạm xa. Bóng đã vượt qua khỏi tầm với. Van der Sar đứng vị trí nhìn chán đấy nhở. Không hiểu luôn.
ở chân phải. Pha bỏ biến của Liga. À luôn. À luôn. Vào luôn này. Đây. Yeah. Nó lại như thế. Sạch. Ôi trời ơi. Sorry anh em hét hơi to nhá. Sorry anh em nhá. Nó bay bùng nổ như thế. Trời ơi. Review nó phải như vậy. Tạt bóng tốt. Nhưng đối phương vẫn đón được. Sút. Ông Luis đồ ăn bạ. Ông ăn bạ. Cái này chắc chắn 100% là chỉ số ẩn ăn bạ luôn. Thề. Ông đầu luôn mà. Chiếu khác gì ngoài đời luôn ạ. Thề. Thế là tôi nhớ quả. Như là đối đầu với Da Fan, Da Silva đi vậy. Khó chịu thật đấy. Gary Neville. Park Hyung. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó là tuyệt vời. Sút đi. Thủ môn đã giữ người hết sức và đã cản được. Thế nhỉ? Vẫn còn nguy hiểm. Không vào đó. Chắc đi bắt tốt nhỉ. Thủ môn lên với chúng tôi. Ôi trời ơi. Ôi bạn ơi. Bạn thắng đầu tiên của trận đấu. Cà rốt đứng đấy mà bạn cho thủ môn lên. Tôi không chịu. Đá. Ôi giời. Một đôi tiền đạo của chúng ta. Mới. Uầy. Cho cà rốt xuống đây tí đi. Oh, cháy hả? Yes. Này. Yo 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 yo. Ôi, ơi, chơi đây, chơi đây. Hãy cho khán giả thấy Lewy là một tiền đạo khủng khiếp như thế nào. Roberto Carlos. Đó là không là Lewy. Đó thật tuyệt vời. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó. Ui giời, Ronaldo à. Bắt đầu. Ôi giời ơi. Ô, oh, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Anh ấy nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong và sau đó là bàn thắng. Đã có thể thấy rồi đấy. Mình không chịu chạy chỗ vậy. Chạy đi. Má. Cái chạy đặc biệt là cái lùn mía. Oh man. Harry Maguire. Gai. Và đây là cú sút. Bàn thắng cân bằng tỷ số. Lỗ tệ. Sao con này nó trụ tốt vậy? Điều rất khó và anh ta đã làm rất. Lewy đâu? Mẹ chết mẹ rồi. Đéo. Tôi tách đi. Tôi test Lewy thành Lewy rồi. Renato Luis Sanchez. Ăn chết rồi. Sao có tấu hài này được? Thật tuyệt kỹ thuật. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sao lại vô lý như này? Sẽ là Simpson. Ơ kìa. Chạy đi. Ui. Anh ta đã bắt được bóng. Chấp nhận một pha phạt góc. Để Huy đâu rồi? Để Huy đứng xa đấy, để Huy.
hàng trăm lẻ quý ấy. Ui giời ơi, để anh rồi phải đánh nhỉ? Đánh đầu rất chuẩn. Anh mất anh rồi, anh sợ mất vị trí thì sao ấy. Hai quả đánh đầu luôn mà. Hơi dài hơi. Tỷ số được sao bạn hai đều rất hấp dẫn. Ơi, mình ghét ai vậy? Roberto. Và cản phá tốt từ thủ môn. Nó không vào à? Lên anh em ơi. Anh Lê Huy ơi. À, anh Lê Huy chạy tối quá. Ronaldo. Lê Huy. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Đấu bùng nổ quá. Lên đi. Vẫn đúng vững. Lê Huy. Ronaldo. Lê Huy. Rick. Lê Huy. Robert. Lê Huy và Ronaldo mỗi người một cú đúp. Rồi. Uầy, kích tạc đã đỉnh nha. Ui trời ơi. Cú hồn quá. Uầy. Uầy, cà rốt chạy kìa. Nó làm quả nữa này. Hai pha trong một ngày hơi đã nha. Ui. Ui. Kèo cà rốt đá đúng vui luôn á. Đây rồi. Đây. Ui, các bạn ơi. Không tin đường bóng đâu luôn. Đá quá. Ui. Yes! Khác thủ đấy rồi! Trông kìa!